Hello, xin chào tất cả mọi người Đức xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất Và một ngày mới thật là năng động Đến tất cả mọi người đang xem video của Đức Hôm nay Đức sẽ gửi đến tất cả mọi người Một cái sản phẩm bất động sản cực kỳ đẹp Với vị trí là mặt tiền đường liên kề chợ ngay đầu cổng khu công nghiệp Và đặc biệt là mặt tiền đường 826 Hay còn gọi là đường Đinh Nước Thiện nói dài từ vị trí đất này, chúng ta có thể kinh doanh buôn bán tất cả các mặt hàng mà anh chị cần kinh doanh buôn bán và ở đây di chuyển về trung tâm thành phố cực kỳ gần, di chuyển về Bình Tân chỉ đâu đó mất khoảng 15 phút, di chuyển về Bình Chánh chỉ mất khoảng 5 phút mà thôi và xung quanh là một khu thương mại kinh doanh sầm uất, nằm tránh giữa hai cái chợ lớn nhất của khu vực. Đấy và không còn miếng đất trống nào uh, trong cái dãy đường này hết thì đây là một cái sản phẩm tuyệt vời nhất dành riêng cho những anh chị nào đang muốn mua đất để kinh doanh buôn bán hoặc là mua nhà để cho thuê lại à, những cái người mua mướn để kinh doanh buôn bán theo chân đức nha. Đây, vị trí là anh chị cũng có thể thấy được là mình nằm ở cái mặt tiền đường 826 hay là đinh nước Thiện nói dài từ mình di chuyển về chợ Bình Chánh là chỉ mất đó có khoảng 5 phút thôi và di chuyển về em môn Bình Tân là mất khoảng 15 phút nha anh chị đấy đường thì kinh doanh rất là sầm uất tấp nập xe thì lưu thông liên tục thì cái mặt tiền đường này thì đang trong quá trình dự kiến là sẽ mở thêm mỗi bên là 5 mét nữa đấy thì đây là điều bất ngờ mà bật mí với các anh chị luôn thì cái, cái, cái sản phẩm mà hôm nay Đức muốn giới thiệu cho quý anh chị đó chính là cái văn phòng công ty của Đức ha vì một số cái dự án của Đức đang triển khai là nó sẽ di chuyển về Bến Lức và Đức Hòa cho nên là Đức cũng sang lại cái mặt bằng ở Cần Đức đấy thì diện tích ở dưới này là 197 m vuông và cái văn phòng của Đức xây là 100 m vuông chẳng nha anh chị nha ngang năm và dài là 36.8 có một cái đường hậu nữa đi ra phía bên ngoài cho nên là diện tích nó tới là gần 200 m vuông thì cái nhà của mình đấy là xây ấy là có cái gác lửng ở bên trên đó, và cái diện tích của gác lửng ở bên trên là ngang năm dài 8 là 40 mươi mét vuông ở trên thì đất cũng ốp cái lau phong mà gắn đèn âm hết rồi tường thì nhà này thì đất cũng ốp uh, cao một mét hai ha đấy. ở phía dưới sau thì nó có một cái gian bếp và một cái phòng đấy. thì đất ở dưới này thì đất cũng xin chia sẻ lại là ngang năm dài 36.8 có sổ hồng riêng hết rồi Đấy, và cái bên hông của cái nhà của mình ấy là đang được nhà nước chuẩn bị triển khai mở rộng ha thì anh chị xem trên sổ là anh chị cũng sẽ có thể thấy được là cái bên hông nhà của mình nó sẽ có một cái đường trong tương lai sẽ mở nha anh chị nha đường đó thì hiện tại nó cũng đã có rồi đây phía dưới sau là mình có dư thêm một cái sân nữa này rất là rộng luôn ở dưới sau này đất cũng xây tường bờ bao rồi làm thoát nước rồi xây lên rất là kiên cố ha Anh chị có thể dùng ở đây để mà cải tạo lại thành một cái sử dụng để ở hoặc là sử dụng theo chức năng của gia đình Cũng như là làm bãi đậu xe ha Hiện tại thì Đức đang cho đậu xe là ở phía dưới này Đây phía đằng sau bên hông nhà đó thì bên bên hông nhà mình là có một cái đường rất là rộng anh chị Đường này thì nó đâm thẳng ở bên kia là chợ cầu tràm luôn ha đường này thì xe ô tô vào thoải mái nha anh chị nha đấy như hiện tại là xe đức cũng đang đậu ngay đây. đấy thì ở đây á, là cái đường hậu này của mình á, là được hai mét rưỡi cho nên nếu mà anh chị cải tạo full hết thì nhiều khi cũng có thể là chạy xe ô tô vào được nha anh chị nha vì xe ô tô tầm khoảng dưới 2 mét thôi Đấy, thì anh Đức sẽ quay lại cho anh chị thấy được cái độ rộng của cái căn nhà Vì cái văn phòng của Đức thì cũng không có tận dụng được hết Đấy, cho nên là Đức chỉ xây lên mấy nhiêu thôi Và hiện tại là Đức cũng đang cho bán lại ha Giá của nó là 5 tỷ 7 Là bao gồm đất và cái nhà hiện tại nha anh chị nha Đây Đức sẽ review lại cho anh chị cái vị trí đất chính xác ha Là nó nằm kế với lại chợ cầu tràm Nhìn xéo qua là karaoke Kiều Phương Rất là nổi tiếng khu vực Đấy mà lưu lượng xe ở đây thì nó rất là đông Do là cái đường này nó nằm ngay đầu cổng của khu công nghiệp Đấy, anh chị nào mà kinh doanh buôn bán thì rất là thoải mái hầu như là nhà ở đây thì nhà nào cũng kinh doanh buôn bán ha và diện tích đất là 197 m vuông thổ và giá là 5 tỷ 7 mua là ra sang tên công chứng được ngay để biết thêm thông tin chi tiết thì anh chị alo qua trên Đức là qua số 0933361188 Đức sẽ hỗ trợ ngay nha